Xin chào tất cả các em học sinh, chào mừng các em học sinh đã quay lại với kênh Cô Giáo An học online miễn phí. Hôm nay thầy và các em cùng học bài 8 dấu hiệu chia hết cho 3 cho 9. Từ khóa dấu hiệu chia hết cho 3, dấu hiệu chia hết cho 9. Một số chia hết cho 3 thì có chia hết cho 9 không? Đó, thì các em hãy suy nghĩ một số chia hết cho 3 thì có chia hết cho 9 không? Đó, thì chúng ta sang phần 1. Dấu hiệu chia hết cho 9. Để biết số 3, 7, 8 có chia hết cho 9 hay không, bạn ai viết như sau. Đây. Để nhìn đây thì sẽ hơi khó hiểu nên, tại vì chỗ này người ta có rút gọn lại các em. Bây giờ chúng ta giải trên vở luôn này. 378. 378 em viết là 300 cộng 70 cộng 8. 300 tức là 3 nhân cho 100. Cộng 7 nhân 10 cộng 8. 3 nhân 100 là 3 nhân cho 9, 9 cộng 1 cộng 7 10 là 9 cộng 1 cộng 8. Ở chúng ta sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng các em. Rồi bằng 3 nhân cho 9, 9 cộng cho 3 nhân cho 1 cộng 7 nhân 9 cộng 7 nhân 1 cộng 8. Này chúng ta có 3 nhân cho 99 cộng 7 nhân 9 cộng 3 cộng 7 cộng cho 8. 3 nhân 99 thì tức là 3 nhân cho 9 nhân cho 11 cộng 7 nhân 9 cộng 3 cộng 7 cộng 8. Bây giờ chúng ta sử dụng tính chất phân phối giữa phép nhân đối với phép cộng một lần nữa. Đó, thì đây. Để dễ hiểu thì thầy ghi lại một lần nữa nha các em. 9 nhân 3 nhân 11 cộng cho 9 nhân 7 cộng cho 3 cộng 7 cộng 8. Đó, đây thì thực chất chúng ta không cần ghi mà thầy ghi lại ra cho các em nhìn nó dễ hiểu hơn. Ở đây thì chúng ta sẽ viết thành là 9 này, nhân cho 3 nhân cho 11 cộng 7 cộng cho 3 cộng 7 cộng 8. Đó, thì cũng giống như sách làm thôi nhưng mà thầy làm đầy đủ hơn. Đó, thì đáp án là 9 cho nhân cho 3 nhân mở ngoặc nhân cho mở ngoặc 3 nhân 11 cộng 7 cộng 3 cộng 7 cộng 8. Thì người ta nói là từ đây bạn An khẳng định rằng số 378 chia hết cho 9 vì có 3 nhân 11 cộng 7 nhân 9 là một số chia hết cho 9 và tổng các chữ số của nó là 3 cộng 7 cộng 8 bằng 18 chia hết cho 9. Khẳng định của bạn An có đúng hay không? Vì sao? Đó.
thì bạn em nói là cái số hạn này có số này có chín có số hạn này chín là chia hết cho chín này, nên cái số hạn này chia hết cho chín và số 378 rồi tổng này cộng lại là bằng bao nhiêu, các em? Là bằng 18, nó chia hết cho chín, nhân cái tổng này chia, nên cái số này chia hết cho chín. Nếu mà a, nó mà a chia hết cho 9, cũng b, b cũng chia hết cho 9, rồi tôi suy ra a cộng b cũng chia hết cho 9 là chúng ta vừa mới học ở bài trước đó các em. Nếu A chia hết cho 9, B chia hết cho 9. Thì ra nè, A cộng B chia hết cho 9 à, đó, thì sao các em? Đó, tổng số hạn chia hết cho 9 thì tổng chia hết cho 9. Thì đây chúng ta coi đây là một số hạn nè các em. Này, số hạn. Và đây là tổng. Này, số hạn này có số chứ số 9 nên số hạn này chia hết cho 9. Này. Có số hạn này tổng lại là chia hết cho 9. Nên cái tổng A cộng B chia hết cho 9. Hay nói cách khác là 378 này chia hết cho 9. Đó, thì khẳng định của bạn An là đúng đó các em. Đó, vì sao các em? A chia hết cho C, B cũng chia hết cho C. Thì cái tổng A cộng B đó cũng chia hết cho C đó luôn. Nhận xét mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9. Đó. Đó, ý là người ta tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9 là cái tổng các chữ số của nó bài tổng 378 với một số cộng với một số chia hết cho 9, nó cộng với một số chia hết cho 9 thì nó chia hết cho thì nó chia hết cho 9 các em. Dấu hiệu chia hết cho 9. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ nhận số đó mới chia hết cho 9. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Từ từ cái suy luận này các em. Thì chúng từ suy luận chúng ta cộng các chữ số lại 3 cộng 7 cộng 8. Nó chia hết cho cái tổng này cộng lại chia hết cho 9 thì cái số này chia hết cho 9. Thực hành 1. Trong các số thực hành 1 à, có A trong các số 245 9087 396 531, số nào chia hết cho 9? À, các số chia hết cho 9 nè, 2 cộng 4, 2 cộng 4 là 6, 6 cộng 5 11, nó không chia hết cho 9. 9 cộng 0 là 9, 9 cộng 8 là bằng 17, 17 cộng 7 là bằng 24, 24 cũng không chia hết cho 9. 3 cộng 9 là bằng 12, cộng 6 là 18. Này, là 18 chia cho 9 nha các em. Như vậy chúng ta có 396 chia hết cho 9 này.
Rồi, rồi. 531. 5 cộng 3 là 8 cộng 1 là 9. Là số 9 là chia hết cho 9 nha các em. Như vậy chúng ta tìm được hai số. Đó, chia hết cho 9. Câu B. Hãy chỉ ra hai số chia hết cho 9 và hai số không chia hết cho 9. Đó, thì để chỉ ra hai số chia hết cho 9 thì chúng ta sẽ lấy như thế nào các em? Đó, thì chúng ta sẽ lấy bảng cửu chia ra thì nó là nhanh nhất phải không các em? Hai số chia hết cho 9. 9 2 18. 9 nhân 3. 9 nhân 3 bằng bao nhiêu con? 9 nhân 3 27. 2 số 0 chia hết cho 9 thì chúng ta này từ số cho chúng ta cộng một đơn vị là 19, 27 cộng 1 là 28, đó là hai số không chia hết cho 9. Rồi thì chúng ta lấy số nhỏ nhỏ hơn cho nó đơn giản. Đó thì phần 1 chúng ta rút gọn là được là các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Và chúng ta tới phần 2 dấu hiệu chia hết cho 3. Thì nó cũng tương tự như cái bài trên đó, thì chúng ta nhìn vào sách làm nha các em. 231. Người ta phân tích nè. 2 200 là người ta phân tích được là 2 nhân 100 3 cộng 3. 3 là đối với hàng chục là 3 nhân 10 cộng cho 1 bằng. Cái này người ta nhân vào và người ta kết hợp luôn nha các em. Nên sẽ hơi khó hiểu chút. Nhân cho 9 9 cộng 1 cộng 3 nhân 9 cộng 1 cộng 1. Đó, người ta làm gộp luôn đó các em. Nên mới ra được đáp án như vậy. Nó làm nhanh hơn. Đó, thì ở đây thầy là làm luôn cho các em dễ hiểu này. Nhìn trong sách nó có thể nó sẽ hơi rối trước. Ở đây á thì thầy giải ra luôn cho các em dễ hiểu nha. Nhìn trong sách thì người ta rút gọn hết rồi. Nên các em sẽ hơi rối. Chúng ta có 2 nhân 99 cộng 2 nhân 1 3 nhân cho 9 3 nhân 1 cộng 1. Rồi chúng ta có tiếp. 2 nhân cho 9 9 này. 3 nhân 9 cộng 2 cộng 3 cộng 1. Hai nhân trên 9 tức là 2 nhân 9 nhân 11 cộng cho 3 nhân cho 9 cộng 2 cộng 3 cộng 1. 2 nhân 9 nhân 11 tức là 2 nhân 3 nhân 3 nhân 11 3 nhân 9 cộng 2 cộng 3 cộng 1. Đấy.
Ở đây á, người ta đưa các bạn lên trước này 2 cộng 3 cộng 1. Thì tại đây chúng ta cũng cũng đưa đưa cái này lên trước luôn. 2 cộng 3 cộng 1. Ở đây chúng ta thực hiện tính chất phân phối giữa phép nhân đối với phép cộng. Ở đây á thì các em thấy này, số 3 là nhiều nhất. Nên đây là chúng ta thấy số 3 này nhiều nhất thì chúng ta mặc định đây là A. Số 3 này là A này. Rồi. Hai. Rồi, 2 nhân 3 nhân 11 là B. Rồi 9 này là C này các em. Ở đây á, thay vì người ta để A đằng trước thì người ta để A đằng đằng sau này các em. Thì chúng ta ghi hai nhân 3 nhân 11 cộng cho chín. Chín là 3 nhân 3 đó các em. Cộng cho 3 nhân 3. 3 nhân 3 đây. Thì nó cũng tương tự như sách trong sách này các em. Đó, thay vì người ta viết số 9 này thì người ta viết 3 nhân 3 đó các em. Đó, mục đích người ta là phân tích số 231 thành đây. Đây. Chúng ta có tổng là 2 cộng 3 cộng 1 và cùng và cái tổng nữa là tổng của 2 nhân 2 cộng 3 cộng 1 cộng cho 2 nhân 3 nhân 11 cộng 3 nhân 3. Này, cái tổng này nhân cho 3. Cái tổng này thì chúng ta thấy là cái số hạng này có số 3. Đó, cái số hạng này có số 3 chia hết cho 3 nên cái tích này chia hết cho 3 này. Và chúng ta có tổng này 2 cộng 3 2 cộng 3 cộng 1 là cái tổng này là 2 cộng 3 cộng 1 là bằng 6 chia hết cho 3. Cái số hạng này chia hết cho 3 này. Đó, cái số hạng này có số 3 chia hết cho 3 nên cái tích này chia hết cho 3. Suy ra cái tổng này thì cũng chia hết cho 3 luôn các em. Đây, người ta ghi này. Trong đó 2 cộng 3 cộng 1 rồi tổng có chữ số của 231. 2 nhân 3 nhân 11 cộng 3 nhân 3. Cái tổng này nhân cho 3 là một số chia hết cho 3. Nhận xét mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 3. Viết các số sau dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 3 theo mẫu trên. Đây này. Chúng ta ghi ta có 315 bằng đơn vị hàng trăm nè, 3 nhân 100 cộng 1 nhân 10 cộng 5 bằng 3 nhân cho 100 là 99 cộng 1 cộng cho 1, 10 là 9 cộng 1 là bằng 10 cộng cho 5 3 nhân cho 99 cộng 3 cộng cho 9 cộng 1 cộng 5.
Ở đây thì chúng ta sử dụng tính chất giao khoán nè các em. 3 nhân cho 99 thì hãy biết là 9 nhân 111 đây. Ở đây thì thay vì thầy ghi cộng 3 thì ghi cộng 9 cộng 3 cộng 1 cộng 5. Thì ở đây chúng ta có tổng là 3 cộng 1 cộng 5 này. 3 cộng 1 cộng 5. Ở đây thì chúng ta viết lại một số chia hết cho 3. Giờ chúng ta ghi nè, cho đưa đưa ra 3 cộng 1 cộng 5, chúng ta đưa lên trước. 3 nhân 9. Thì ở đây thầy ghi 3. 3 nhân 9 thì thầy ghi là viết là 3 nhân 3. Nhân cho 11 cộng cho 9. 9 này thầy viết là 3 nhân 3. Thầy nhóm lại. Ba cộng 1 cộng 5. Thầy viết lại. Thầy sử dụng tiếp tục sử dụng tính chất giao khoán giữa phép nhân đối phép với cộng nè. Số 3 thầy đưa ra. Như vậy thì thầy có 3 nhân 3 nhân 11 cộng cho 3. Đó, bây giờ xong nha các em. Bây giờ làm thêm một cái ví dụ nữa. Ta có 418. Thầy phân tích thành 4 nhân 100 cộng 1 nhân 10 cộng 8 bằng 4 nhân cho 100 thì là 99 cộng 1 cộng cho 1 nhân cho 10 là 9 cộng 1 là bằng 10 cộng cho 8 bằng 4 nhân 99 cộng 4 cộng 1 nhân 9 là 9 nè, cộng 1, 1 nhân 1 là 1, cộng 8. Đây. 4 nhân cho 9 là 4 nhân cho 9 nhân cho 11 cộng này 9 này 9 thì thầy đưa ra trước. Ở đây thì thầy có, rồi sau đó thầy có 4 cộng 1 cộng 8. Đó, 4 cộng 1 cộng 8 thì cũng tương tự như đây nha các em. Đó, đưa 4 cộng 1 cộng 8 ra đằng trước. Cộng cộng 1 cộng 8. Ở đây thay vì viết 4 nhân 9 nhân 11 thì thầy có thể viết lại là 9 là 3 nhân 3. Nhân 4 nhân 11 cộng cho 9 là 3 nhân 3. Vâng. 4 cộng 1 cộng 8. Thầy tiếp tục sử dụng tính chất giao khoán nè. Đây, số 3 là nhiều nhất thì chúng ta lấy. Đó, thầy viết như vậy làm sao cái để làm gì các em? Đây là A nè. Đây là B nè. Đây là C. Nè, A nè. B nè. C nè.
Thì chúng ta có là A nhân cho B cộng A nhân C thì bằng A nhân cho B cộng C. Đó, thì dựa vào tính chất này, thầy có 3 nè nhân cho B cộng C 3 nhân 4 nhân 11 cộng cho 3 đó, như vậy là chúng ta xong cái hoạt động 2 nha các em. Dấu hiệu chia hết cho 3, các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chữ nhân số đó mới chia hết cho 3. Đó, thì các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. Đó, thì tổng các chữ số là 4 cộng 1 cộng 8. 4 cộng 1 là 5. 5 cộng 8 là bằng 13. 13 chia cho 3. Đó, thì các em lấy cái, ví dụ như bộ tổng các chữ số này 418 này cộng lại chia hết cho 3 thì các số đó chia hết cho 3. Nè, các em lấy 3. Đó, thì các em lấy là tổng của 315 thì em cộng lại thử xem. 3 cộng 1 cộng 5 là bằng 9 chia hết cho 3. Thực hành 2. Trong hai số 315 và 418 số nào chia hết cho 3? Trong hai số 315 418 số nào chia hết cho 3? Thì các em tính này. Trong hai số 315 và 418 số nào chia hết cho 3? 315 3 cộng 1 cộng 5 là bằng 9, trừ chia hết cho 3. Hành 2. Số 315 chia hết cho 3 vì 3 cộng 1 cộng 5 bằng 9 chia hết cho 3. Số 418 không chia hết cho 3 vì 4 cộng 1 cộng 8 bằng 13, nó không chia hết cho 3. Đây, thì đó, số 315 vì có 3 số này cộng lại thành một số chia hết cho 3 thì nó chia hết cho 3 này. 418 thì nó cộng lại thành một số. Một số không chia hết cho 3 thì cái tổng số nó 418 này không chia hết cho 3. Rồi chúng ta tới phần bài tập. Đó, thì các em tạm ngừng để các em làm bài tập nhé, rồi sau đó so sánh với kết quả của thầy. Một, cho các số 117, 3447, 5085, 534, 9348, 123. Câu A, em hãy viết tập hợp A gồm các số chia hết cho 9 trong các số trên. A bằng tập hợp 117 1 cộng 1 cộng 7 là bằng 9 thì nó chia hết cho 9 thì nó chia hết cho 9 thì đây là chúng ta được một số 117. Rồi 3 cộng 4 cộng 4 cộng 7 là bằng 18. 18 có chia hết cho 9 không các em? 18 chia hết cho 9
lên 3 4 4 7. Chúng ta được thêm một số các em. Chúng ta cộng lại, cộng tiếp tục cộng, 5 cộng 0 là 5. 5 cộng 5 cộng 8 cộng là bằng 13, cộng cho đó, 5 cộng 0 cộng 8 và cộng thêm 5 là bằng 18. 18 chia cho 9 là bằng 2, thì nó chia hết cho 9. Đó, thì chúng ta cộng tổng của số này lại là bằng 18 chia hết cho 9. Nên chúng ta có được số 5 0 8 5 5 534. Thì chúng ta cộng lại này, 5 cộng 3 bằng 8, 8 cộng 4 và bằng 12 chia cho 9, thì nó không chia hết nha các em. Số 9.348, đúng lấy 9 cộng 3 là bằng 12, 12 cộng 4 là bằng 16, 16 cộng thêm 8, 24, 24 chia cho 9, cũng không chia hết. Vậy chúng ta còn một số nữa là 1 cộng 2 là 3, 2 cộng 3 là 6, 6 thì không chia hết cho 9. Nên chúng ta chỉ có một tập hợp A, thì gồm 3 số này thôi các em. Đó, thì chúng ta tập hợp A chúng ta gồm có một số 117, 3447 và 5085. Câu B. Câu B, có số nào trong các số trên chỉ chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 không? Nếu có, hãy viết các số đó thành tập hợp B. Đó, thì thầy thấy là một số 1, 2, 3 là cộng 1 là 6, chia hết cho 3. Đó, tại vì cái này là số 6 không chia hết cho 9 rồi kìa. Mẹ như vậy thì là có rồi kìa. Hãy viết tập hợp các số đó thành tập hợp B. B trong số đã cho có số chia cho 3 mà không chia cho 9. Tổng hợp B gồm các phần tử. Tổng hợp B gồm các phần tử mà chỉ chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9. Ba số đầu tiên thì chúng ta loại này. Tại vì ba số đầu tiên là nó chia hết cho 9 rồi. Tổng hợp B là những số không chia cho 9 rồi các em. 5. Chúng ta xem xét này. 5 cộng 3 là 8 cộng 4 là 12, 12 chia hết cho 3. Đó là 12 chia hết cho 3 nhân 12 lại không chia hết cho 9. 534. Số tiếp theo, 9 cộng 3 12. 9 cộng 3 12 nè. Cộng 4 là 16 cộng 8 là 24, chia hết cho 3, chia cho 3 nhưng mà không chia hết cho 9. Có 9 3 4 8. Một và số cuối cùng là 123. Cộng lại là bằng 6. Là 6 chia hết cho 3. Mà 6 không chia hết cho 6 không không chia hết cho 9. Thì chúng ta có là 123. Đó,
Đây là tập hợp bên nha các em. Chúng ta xong bài 1A và cửa B. Đấy, thì đây là một tập hợp các số chia hết cho 9. Và đây là tập hợp các số chia hết cho 3. Không thực hiện phép tính, em hãy giải thích cái tổng hiệu sau có chia hết cho 3 hay không? Có chia hết cho 9 hay không? Hai a. Chúng ta xem xét này. 1260 có chia hết cho 3 không các em? 1 cộng 2 bằng 3 cộng 6 là bằng 9. 9 là chia hết cho 3 nha các em. Ta có 1260 chia hết cho 3 và số 5 5306, 5 cộng 3 là 8 cộng 6 là 14. 14 thì không chia hết cho 3. 6, 5 3 0 6 không chia hết cho 3. Một số chia hết cho 3 mà một số là chia hết cho 3 nè, một số không chia hết cho 3. Thì cái tổng này nên 1 2 6 10 cộng 5 3 0 6 không chia hết cho 3. Tương tự như vậy. Chúng ta tương tự là 1 2 6 10 là 3 là 9, là chia hết cho 9 này. 5 cộng 3. Này là tổng này cộng lại là 14 cũng không chia hết cho 9. Chung 1 2 6 0. Này chia hết cho 9 này. 5 3 0 6. Cái tổng này không chia hết cho 9. Nên 1 2 6 0 cộng 5 3 0 6 cũng không chia hết cho 9. B cũng tương tự như vậy các em. Ta có 436. 4 cộng 3 là bằng 7 cộng 6 là bằng 13. 13. Đó, thì 13 nó không chia cho 3 nha các em. Và 3 cộng 2 là 5. 5 cộng 4 là 9. Và nó lại chia hết cho 3. 324 chia hết cho 3. Rồi. Cái hiệu này do một bạn không chia hết cho 3 và một bạn chia hết cho 3 thì cái hiệu này nó không chia hết cho 3. 436 trừ 324 không chia hết cho 3. Tương tự cho vậy các em. 4 cộng 3 cộng 6. Tương tự như vậy là 436 không chia hết cho 9 và 324 3. Chúng ta có là 3 cái tổng này 3 cộng 2 là 5, 5 cộng 4 là 9, 9 thì loại chia hết cho 9. Trong cái hiệu này vì một số hạng không chia hết cho 9
nên cái hiệu này không chế cho chính. Chúng ta tới câu C. Câu C. Chúng ta thấy nè. Trong một cái tổng này có một số hạng, có số hạng. Trong cái số hạng này, trong số hạng này có 3 chia cho 3 nè. Còn 6 cộng chia hết cho 3 nè. Mà 27. 27 cũng chia hết cho 3. Thì chúng ta ghi. Đây, thì thầy trình bày một cách khác nha các em. 2 nhân 3 nhân 4 nhân 6 chia hết cho 3 và 27 chia hết cho 3. Nên 2 nhân 3 nhân 4 nhân 6 cộng 27 chia hết cho 3. Ta có 2 nhân 3 nhân 4 nhân 6 bằng. Đây, thì thầy tách ra này các em. Thầy tách ra này, 2 nhân 3 nhân 4 6 thì là bằng 3 nhân 2 bằng. Thì ở đây tiếp tục chúng ta làm gì các em? Đó, thì 6 thì thầy viết thành 3 nhân 2 này. Thầy thấy là 3 nhân 3 là 9 này. 2 3 nhân 3 là 9. Nhân cho 4. Nhân cho 2. Ở trong này có chữ số 9. Thì có chữ số 9 này nên cái số hạng này chia hết cho 9 nha các em. Số này cũng bằng số này mà các em. Nên cái số hạng này chia hết cho 9 này. Và 27 nó cũng chia hết cho 9. Nên 2 nhân 3 nhân 4 nhân 6 cộng cho 27. Cái tổng này chia hết cho 9. Đó, thì cái bài này chúng ta tính từng phép tính và xem xét nó có chia hết cho 3 cho 9 hay không đó các em. À, như vậy là xong bài 2 nha các em. Chúng ta sang bài 3. Bài 3, bạn Tuấn là một người rất thích đi thích chơi bi. Nên bạn ấy thường sưu tầm những viên bi rồi bỏ vào 4 hộp khác nhau. Biết số bi trong mỗi hộp lần lượt là 203, 127, 97 và 173. Câu A, liệu có thể chia số bi trong mỗi hộp thành 3 phần bằng nhau được không? Giải thích. Liệu có thể chia số bi trong mỗi hộp thành 3 phần bằng nhau được không? Thì chúng ta đó, thì để làm được như vậy thì chúng ta kiểm tra số bi trong mỗi hộp có chia hết cho 3 được hay không nhé các em. Nếu mà số bi mà không một hộp không chia cho 3 thì không chia được. 203. 203 thì cộng lại là 5. 5 thì 5 nó không chia cho 3. 127 10. 10 cũng không chia cho 3. 97. 9 cộng 7 16. Nó cũng không chia cho 3.
1 cộng 7 là 11. 11 nó cũng không chia cho 3 nha các em. Đó thì tất cả các số này đều không chia cho 3. Thì chúng ta trả lời là không không thể chia số bi trong mỗi hộp thành 3 phần bằng nhau. Vì số bi trong mỗi hộp là những số không chia hết cho 3. Câu B. Nếu Tuấn rủ thêm 2 bạn cùng chơi thì có thể chia tổng số bi cho mỗi người. Có thể chia đều tổng số bi cho mỗi người được không? Tổng số bi. Chia đều tổng số bi cho mỗi người. Tổng số chúng ta tính xem tổng số bi là bao nhiêu các em. Đó thì chúng ta xem tổng số bi đó có chia hết cho 3 hay không. Đó, Tuấn rủ thêm 2 bạn thì thêm Tuấn lần nữa là 3 người đó các em. Các em xem tổng số bi này có chia hết cho 3 hay không nha. Chúng ta ghi tổng số bi mà bạn Tuấn có là chúng ta cộng lại các em 203 cộng 127 cộng 97 cộng 173. Các em cộng lại nha các em. Đó, thì các em cộng lại thì tổng nó ra được là 600 viên bi. Đó, mà bạn Tuấn rủ thêm 2 bạn nữa thì là tất cả là có 3 người. Thì chúng ta ghi vì 600 chia hết cho 3 nên bạn Tuấn có thể chia đều số bi cho mọi người. Câu C. Nếu Tuấn rủ thêm 8 bạn cùng chơi bi thì có thể chia đều tổng số bi cho mỗi người hay không? Rủ thêm 8 bạn, thêm bạn Tuấn nữa là 9 bạn. Thì chúng ta sẽ xem xét là chúng ta xem xét là 600 chia cho 9. Thì dấu hiệu chia cho 9 là tổng các chữ số cộng lại. Chia cho 9 mà chúng ta thấy là vì 600 6 6 này tổng cộng lại là 6 cộng 0 cộng 0 là bằng 6 mà 6 là không chia hết cho 9 mà 600 6 không chia cho 9 nên 600 không chia hết cho 9 nên
bạn Tuấn. Không thể chia đều số pi cho mỗi người như vậy. Xong bài 3 nha các em, và cũng xong bài tập ngày của ngày hôm nay. Sau bài học này các em đã làm được những gì? Phát biểu được các dấu hiệu chia hết cho 3 cho 9 đó. Đó, vận dụng được dấu hiệu chia hết cho 3 cho 9 trong giải quyết một số vấn đề về toán học và trong các tình huống thực tiễn. Đó thì là các em bài mà các em đã vừa mới làm đó các em. Như vậy thầy kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.